Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, con trai cả của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây nói rằng ứng viên dẫn đầu Đảng Cộng hòa sẽ cố gắng hết sức để tiết chế thông điệp của mình sau khi ông cận kề cái chết. Con trai cả của ông Trump, Donald Jr. nói với Axios, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thay đổi vĩnh viễn sau vụ ám sát hụt vào cuối tuần qua và sẽ trở thành một nhân vật ôn hòa hơn trong tương lai. Ông Trump đã thoát chết tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7, khi một viên đạn của sát thủ sượt qua tay ông. Tay súng bắn từ sân thượng, cách sân khấu khoảng 500 feet, tức gần 150 mét, giết chết một khán giả tại cuộc biểu tình và làm bị thương hai người khác trước khi anh ta bị các tay súng bắn tỉa của sở mật vụ hạ gục. Nói chuyện với Axios bên lề đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa tại Wisconsin hôm thứ Ba, Donald Jr. nói rằng anh đang đi câu cá cùng gia đình thì vị hôn thê của anh thông báo cha anh đã bị bắn. Donald Jr. nhớ lại và nói thêm rằng phải 90 phút sau tôi mới biết ông ấy vẫn còn sống. Kim gọi cho tôi và nói cha của anh đã bị bắn. Donald Trump Jr. nói về sự dịu đi thấy rõ của cha mình. Bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng nó sẽ kéo dài. Có những sự kiện làm thay đổi bạn trong vài phút và cũng có những sự kiện làm thay đổi bạn vĩnh viễn. Con trai cả của ông Trump nói thêm, bố tôi sẽ luôn là một chiến binh, điều đó không bao giờ thay đổi, nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ cố gắng hết sức để tiết chế những gì cần thiết. Trump Jr. tiếp tục, ông ấy sẽ trở nên cứng rắn khi cần thiết. Chúng tôi đã thấy điều đó, ông ấy sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng tôi nghĩ có thể điều gì đó đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng đây là những dịp quan trọng có thể thay đổi con người vĩnh viễn. Ông Donald Trump đã đứng dậy gần như ngay lập tức sau vụ nổ súng, giơ nắm đấm lên trời và yêu cầu những người ủng hộ ông chiến đấu trước khi ông được các nhân viên của sở mật vụ dẫn đi. Tuy nhiên, sự thách thức của ông Trump có thể đã nhường chỗ cho một cách tiếp cận chính trị mang tính hòa giải hơn. Phát biểu với tờ New York Post hôm 14 tháng 7, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa nói rằng ông đã viết một bài phát biểu cực kỳ cứng rắn, tất cả về chính quyền tham nhũng, khủng khiếp, để trình bày tại Đại hội Đảng Cộng Hòa vào ngày 18 tháng 7, nhưng ông đã vứt nó đi và bắt đầu thực hiện bài phát biểu nhằm kêu gọi đoàn kết đất nước sau vụ ám sát. Thưa quý vị, bất chấp việc ứng cử viên Donald Trump bị ám sát hụt khi đang đi vận động tranh cử tại bang Pennsylvania hôm thứ Bảy ngày 13 tháng 7, giới chức Đảng Cộng Hòa cho biết Đại hội Đảng Toàn quốc vẫn được tổ chức theo kế hoạch ngày 15 tháng 7 tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin và kéo dài trong 4 ngày. Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống sắp được đề cử của Đảng Cộng Hòa, cũng đã đến đây vào chiều Chủ nhật để tham dự đại hội. Hàng chục nghìn đảng viên Cộng hòa từ khắp nơi đã tập trung về thành phố Milwaukee, bang Wisconsin để tham dự đại hội năm nay. Đại hội đảng thường được tổ chức 4 năm một lần và là động thái tập hợp lực lượng quan trọng nhất trước bầu cử. Dự kiến trong đại hội, các ngôi sao đang lên của Đảng Cộng hòa, các thành viên chủ chốt của đảng sẽ có bài phát biểu về chính sách, tương lai của đảng cũng như vận động người dân đi bỏ phiếu. Ước tính đại hội năm 2024 có khoảng 50.000 người tham dự, trong khi hàng nghìn người khác cũng đang có kế hoạch biểu tình phản đối các chính sách của Đảng Cộng Hòa cũng như ứng cử viên Donald Trump. Dự kiến, Đại hội Đảng Cộng Hòa sẽ đề cử ứng cử viên Phó Tổng thống vào ngày thứ Tư và đề cử ứng cử viên ra tranh cử Tổng thống vào thứ Năm, ngày cuối cùng của Đại hội. Sau vụ ám sát hụt ngày 13 tháng 7, vấn đề an ninh tại Đại hội đang trở thành vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Trong ngày Chủ nhật, lực lượng an ninh và cảnh sát bắt đầu tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn. Các điểm kiểm tra an ninh đã được dựng lên khắp thành phố, đặc biệt là xung quanh khu phức hợp Pfizer Forum, nơi diễn ra đại hội. Trước đó, Tổng thống Biden đã yêu cầu cơ quan mật vụ Mỹ ra soát lại công tác an ninh cho đại hội. Tuy nhiên, giới chức Đảng Cộng hòa bang Wisconsin cho biết, đến nay, chưa có thông báo về thay đổi lớn trong kế hoạch đảm bảo an ninh và cơ bản chưa có nguy cơ tiềm ẩn nghiêm trọng nào. Khoảng 40 cơ quan thực thi pháp luật tại bang này và lực lượng hỗ trợ từ hàng chục cơ quan từ các bang khác và liên bang sẽ đảm nhiệm công tác bảo vệ an ninh cho đại hội. Trong diễn biến liên quan, sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắn trong khi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania, cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đã kêu gọi nước Mỹ đoàn kết ngay bây giờ. Trong một bài viết đăng trên tài khoản mạng xã hội X tối ngày 14 tháng 7, trên tài khoản X, bà Melania Trump cho biết,
Khi tôi chứng kiến viên đạn hung bạo đó tấn công chồng tôi, Donald, tôi nhận ra cuộc đời tôi và cuộc đời Baron, con trai của ông Trump và bà Melania, đang trên bờ vực của sự thay đổi tàn khốc. Bà Melania Trump nói thêm, hãy vượt lên trên sự căm ghét cay độc và những ý tưởng đơn giản có thể châm ngòi cho bạo lực. Chúng ta hãy đoàn kết lại. Theo phu nhân của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đến lúc cần phải nhìn xa hơn, bên tả và bên hữu, vượt ra ngoài màn đỏ, màu đại diện cho Đảng Cộng Hòa, và màu xanh, màu đại diện cho Đảng Dân Chủ, cùng nhau đấu tranh cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, có lẽ đây là lần đầu tiên cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được sự cảm thông, chia sẻ của cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, thậm chí từ chính đối thủ, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các cộng sự. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vội vã rời khỏi bục phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại Pennsylvania ngày 13 tháng 7 sau khi những tiếng súng vang lên. Trước khi rời bục phát biểu, ông Trump đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để nâng cao hình ảnh của mình trong cuộc vận động bằng cách giơ nắm đấm lên trời nhiều lần hướng về đám đông đang hô vang USA, USA. Hãng tin AP dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật cho biết, họ nghi ông Trump là mục tiêu của một vụ ám sát. Hiện cơ quan mật vụ Mỹ chưa bình luận về việc làm thế nào một hoặc nhiều người có vũ trang có thể tiếp cận cựu tổng thống tại một sự kiện công khai như vậy. Cơ quan mật vụ Mỹ cho biết những phát súng dường như đến từ bên ngoài khu vực được bảo vệ. Cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI đã bắt đầu thụ lý vụ việc. Một số người ủng hộ ông Trump trong Đảng Cộng hòa cho rằng vụ tấn công có động cơ chính trị. Steve Scalise, nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, người cũng từng chứng kiến một vụ việc tương tự vào năm 2017 nói, suốt nhiều tuần, các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ đã không ngừng kích động rằng việc ông Donald Trump tái đắc cử sẽ là dấu chấm hết của nền Dân Chủ tại Mỹ. Kiểu khiêu khích kích động này cần phải được chấm dứt. Dư luận tỏ ra bàng hoàng và bất bình về vụ việc lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực chính trị vào thời điểm nhạy cảm của nước Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhanh chóng bình luận sau vụ việc. Tôi rất biết ơn khi nghe rằng ông ấy an toàn và ổn. Tôi đang cầu nguyện cho ông ấy cùng gia đình, cũng như tất cả những người đã có mặt tại đó. Chúng tôi đang chờ thêm thông tin. Nước Mỹ không có chỗ cho loại bạo lực này. Chúng ta với tư cách là một quốc gia, cần đoàn kết để lên án những hành vi ấy. Michael Cohen, cựu luật sư của ông Trump và là nhân chứng quan trọng chống lại ông tại phiên tòa hình sự, gay gắt bình luận. Cho dù bạn có đồng ý hay không đồng ý với quan điểm chính trị của ai đó, thì đây không phải là giải pháp. Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Giải trình của Hạ viện James Conner, nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Kentucky nhấn mạnh, bạo lực chính trị dưới mọi hình thức là phản lại các giá trị và đạo đức Mỹ, là thứ không thể chấp nhận được. Tỷ phú Elon Musk bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu Tổng thống Trump và hy vọng ông sớm bình phục. Nhiều nhà lãnh đạo và thành viên cấp cao của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều bày tỏ sự thở phào nhẹ nhõm khi biết tin cựu Tổng thống Donald Trump vẫn bình an, đồng thời nhấn mạnh bạo lực không bao giờ được chấp nhận và mạnh mẽ lên án những hành động này. Trong đó có Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thống đốc bang Colorado Jared Polis, lãnh đạo phe thiểu số Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cùng nhiều cái tên khác. Lãnh đạo của nhiều quốc gia cũng nhanh chóng gửi lời hỏi thăm. Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer ra tuyên bố, chúng tôi bàng hoàng trước cảnh tượng tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ở Pennsylvania. Chúng tôi lên án mọi hình thức bạo lực chính trị bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cựu Tổng thống Trump và gia đình của ông vào thời điểm này. Thủ tướng Canada Justin Trudeau chỉ trích vụ việc. Vụ nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Trump thật đáng kinh sợ. Không cần phải nói gì thêm, rõ ràng bạo lực chính trị là thứ không bao giờ được chấp nhận. Tôi cầu chúc mọi điều tốt lành cho cựu Tổng thống Trump, những người có mặt tại sự kiện và tất cả người dân Mỹ. Thủ tướng Australia Anthony Albanese nói, không có chỗ cho bạo lực trong tiến trình dân chủ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin cựu Tổng thống Trump hiện đã an toàn. Thưa quý vị, mới đây chính phủ Nga đã tuyên bố vụ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắn trong lúc vận động tranh cử, cho thấy tính mạng của ông đang bị đe dọa. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14 tháng 7 đã chia sẻ trước báo giới, chúng tôi không cho rằng nỗ lực loại bỏ và ám sát ông Trump là do chính quyền hiện tại tiến hành.
Song, bầu không khí xung quanh ứng cử viên Donald Trump đã dẫn đến những gì mà nước Mỹ đang phải đối mặt hiện nay. Sau nhiều nỗ lực loại bỏ ứng cử viên Trump khỏi chiến trường, tất cả những người quan sát bên ngoài đều thấy rõ rằng tính mạng của ông ấy đang gặp nguy hiểm. Đài RT dẫn lời ông Peskov nói thêm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không có kế hoạch ngay lập tức gọi điện cho ông Trump sau sự cố này. Tuy nhiên, Moscow lên án mạnh mẽ bất kỳ hình thức bạo lực chính trị nào và gửi lời chia buồn tới gia đình của khán giả đã không may thiệt mạng trong vụ nổ súng tại buổi meeting vận động tranh cử của ông Trump ở quận Butler, bang Pennsylvania vào chiều tối ngày 13 tháng 7, tức sáng ngày 14 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin, ông Trump đã đăng tải thông điệp thứ hai trên mạng xã hội Truth Social sau sự vụ ở Pennsylvania. Cựu Tổng thống tuyên bố, ông đang trông đợi được phát biểu từ bang Wisconsin, nơi sẽ diễn ra Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa RNC từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7. Ông Trump gửi lời cảm ơn đến mọi người vì những lời chia sẻ và lời cầu nguyện của họ dành cho ông sau vụ nổ súng ở Pennsylvania, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân đã thiệt mạng và cầu chúc những người bị thương trong sự vụ mau chóng hồi phục. Ông Trump viết, vào thời điểm này, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta phải đoàn kết và thể hiện bản chất thực sự của người Mỹ, luôn mạnh mẽ và quyết tâm, không được để cái ác chiến thắng. Tôi thực sự yêu đất nước của chúng ta và yêu tất cả các bạn, đồng thời mong đợi được trao đổi về đất nước vĩ đại của chúng ta trong tuần này từ Wisconsin. Trong khi đó, nhà báo Jamie Gangle của CNN nhận thấy, một trong những hành động của ông Trump sau vụ ám sát hụt là kỳ lạ. Sau những phát súng, các nhân viên an ninh đã cố gắng hộ tống ông Donald Trump rời khỏi sân khấu, nhưng vị chính trị gia này lại dừng lại, giơ nắm đấm lên và hét lên cùng một từ nhiều lần. Theo nhà báo, cựu Tổng thống không nên kêu gọi người dân chiến đấu trong bối cảnh tình hình chính trị đang bất ổn. Tôi muốn nói rằng, có một điều mà khi tôi xem băng ghi hình, tôi thấy kỳ lạ, vì tất cả những lời lẽ gay gắt, đó là sau khi bị bắn, cựu Tổng thống Trump đã đứng dậy và nói, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Bà nói, tôi nghĩ những gì mà chúng ta nghe được từ mọi người là, đó không phải là thông điệp mà chúng ta muốn gửi đi ngay bây giờ, chúng ta muốn dập tắt nó. Vụ nổ súng xảy ra tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Pennsylvania. Vụ tấn công xảy ra khi ông Trump đang nói về đối thủ Joe Biden. Kẻ nổ súng đã bị cảnh sát tiêu diệt. Hắn được xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi. Sau vụ ám sát hụt, những người ủng hộ ông Trump tại Mỹ lập luận rằng việc truyền thông chính thống bôi nhọ ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa có thể đã đóng vai trò trong việc khiến nghi phạm xả súng trở nên cực đoan hơn.